Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam giữa Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương VRAV và Vụ Năng lượng và Tài nguyên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ENA. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vụ Các nguồn Tài nguyên Năng lượng Hoa Kỳ ENR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam ERAV là một minh chứng mới cho quan hệ tốt đẹp ngày càng phát triển giữa hai nước. Biên bản ghi nhớ sẽ giúp hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới mục tiêu chung là phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Thị trường phát điện cạnh tranh ở Việt Nam đã được vận hành trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam cần nhiều giải pháp để đưa thị trường điện cạnh tranh hoàn hảo vào năm 2020.